tôi là một kẻ tờ mình xa xôi lắm đạp thương hà tiên trở về đây để làm gì vậy ông để kể cho bà nghe một câu chuyện chuyện gì chuyện ban đầu của một người con gái chuyện thương đau của một kẻ đánh thịt đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cũ thì đã hay tin rằng người con gái ấy đã sang sống. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ đi là đưa tin một mùa thu vào một giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào đó bà có dừng chân nơi quán lá xin bà hãy dành lại phút giây hoài để kẻ đắng trần. Tôi đã ra đi là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa cánh sương. Bà ơi, có phút giây nào bà chẳng nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà thành thế thì tôi xin bà hãy quay về kỷ niệm và khóc cho nhau và giọt lệ ban đầu. Bà ơi, ví như tôi đã cùng bà thề tôi chia ly thì giấc mơ xưa không còn gì nữa. Thì ly gỗ tấm hôn đang nằm đập ra phía đơn phòng. Bà đã bình yên phép nào thêm chồng. Bà đã tận hưởng một cuộc đời vàng son qua mặt bỏ lại bên đường dài kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc tụng cho bà đêm hôn lễ được vô vàng hạnh phúc và hãy quên những gì đêm gặp gỡ cho dập trời xa không bỏ nỗi mộng thầm hồ. Để cho bà yên tâm lên kiểu cưới. Đó là quyết định của sư mẫu em. Làm sao em trả lời người cho được. Bà ơi, muốn như không thì bà cũng là vợ của người ta. Còn tôi là kẻ đứng bên lề hạnh phúc. Có tiếng thương thi cũng đành xa biệt mặt mũi nào rồi cũng tàn cuộc. Vậy thì thôi đường bà đi đường tôi bước chẳng góp quan hà một sáng mùa thu rồi từ đó dần chân thêm thiệp đòi có lạ để lắng nghe chuyện riêng gọi ra chuyện sầu. Đó là lúc bà bình yên bên cuộc sống bên chồng và bên đứa con ngoan. Họ tôi với cuộc đời không định hướng tuổi sống hầu gì lập bước chân hoàng.